Ngày 17 tháng 7, Ban Quản lý Dự án hỗ trợ chính sách chăm sóc sức khỏe cho người nghèo tại hai tỉnh Cao Bằng, Bắc Cạn tiếp tục khởi công xây mới hai trạm y tế tại xã Vân Dính và xã Phù Ngọc, huyện Hà Quảng. Công trình xây dựng hai trạm y tế Phù Ngọc, Vân Dính, huyện Hà Quảng có tổng trị giá gần 4,7 tỷ đồng, được tài trợ bởi nguồn vốn viện trợ ODA không hoàn lại của chính phủ Luxembourg và vốn đối ứng của chính phủ Việt Nam. Công trình do Sở Y tế Cao Bằng làm chủ đầu tư. Theo thiết kế, mỗi công trình sẽ có tổng diện tích mặt bằng khoảng từ 1.000 đến 1.200 m², bao gồm các hạng mục, khu nhà trạm y tế, hệ thống cấp điện, nước sạch sinh hoạt, hệ thống xử lý và thoát nước thải, tường xây bao quanh khu vực trạm, đường nội bộ, sân bê tông và cổng ra vào. Được thiết kế theo tiêu chuẩn Bộ Y tế quy định, theo đó, mỗi nhà trạm y tế xã sẽ có diện tích xây dựng là 240 m², cấu trúc nhà xây cấp 4, móng đơn, tường gạch bao quanh, khung trần đổ bê tông cốt thép chịu lực, nền sàn lát gạch chống trơn. Mỗi nhà trạm có một sảnh đón tiếp bệnh nhân, hai phòng đăng ký khám bệnh, một phòng cấp cứu, một phòng xét nghiệm, một phòng tiểu phẫu, tiêm và một số phòng chức năng khác như phòng trực ca, phòng hành chính, kho bảo quản y dược và dụng cụ y tế. Tại lễ khởi công, đại diện Ban Quản lý Dự án yêu cầu đơn vị thi công thực hiện đúng cam kết theo nội dung của hợp đồng đã ký. Đối với công trình trạm y tế Vân Dính, do địa hình có nhiều núi đá, điều kiện thi công khó khăn, Ban Quản lý Dự án yêu cầu đơn vị tư vấn giám sát, tăng cường kiểm tra, cập nhật báo cáo tiến độ thi công, thực hiện tốt nội quy an toàn lao động, kiểm soát chặt chẽ từng khâu kỹ thuật để đảm bảo chất lượng công trình đúng theo bản vẽ thiết kế. Thời gian thực hiện thi công các công trình tính từ lúc khởi công là 7,5 tháng. Theo dự kiến, các công trình trên sẽ được hoàn thành và bàn giao trước ngày 4 tháng 2 năm 2020.